Rồi, chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái phần số 3 của cái bài thiết lập firewall SQL ASA. Thì ở trong cái bài trước á, thì các bạn đã làm cái việc là gán cho cái máy mình nó có cái IP để điều khiển. Và mình thiết lập cái kết nối điều khiển bằng cái dịch vụ ESH. Ở trong cái bài này á, thì mình sẽ thiết lập cài đặt cái giao diện với anh ASTM. À, để mà các bạn có thể điều khiển được cái con firewall của mình ở trên giao diện đồ họa. Thì các bước chuẩn bị thì mình sẽ phải đi download về cái chương trình là TFTP D32. Thì cái chương trình này được mình dùng với cái mục tiêu là để cho các bạn upload cái sụt của cái chương trình ASDM lên cái con firewall của mình. Thì đầu tiên là các bạn sẽ đi thực hiện là gì? Download nó ha. Thì các bạn có thể lên Google ha, các bạn search chữ TFTP D TFTP D 32 hoặc là 64 tùy các bạn thôi. Ví dụ mình search bản 64. Vô cái trang chủ này, ở link số 2. Thì đang có các bạn cái chương trình ha, các bạn chọn cái bản cài đặt. Thì trong cái máy mình đây thì mình đã download rồi ha. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái quá trình cài đặt. Kiếm cái chương trình đây, dạ, cài vô. Sau khi cài đặt xong rồi á, thì để thực hiện tiếp á, mình sẽ copy cái sụt của chương trình ASDM bản 7.6 nè, mình sẽ copy vào bên trong cái ổ C program file TFTP D32, rồi mình chép nó vào. Sau đó thì mình khởi động cái chương trình này lên. Thì lưu ý là các bạn nên chạy cái chương trình này lên với quyền admin. Thì chỗ này nó list ra là nó đang chạy cái chương trình này trên các mạng nào của máy của mình nè. Ví dụ cho với cái IP là 56.1. 56.1 này thì nó sẽ kết nối được với cái con firewall ASA của mình. Nó gán cái IP là 56.253. Rồi mình cứ để yên nó vậy. Mình mở cái bu tì lên. Rồi, kết nối vô 56.253. Rồi, username, password. Rồi, mình sẽ cho cái phông chữ nó to lên một chút. Rồi, mình đi vô trong cái rồi cái replace mode của nó. Thì để mà các bạn thực hiện upload cái sụt này lên á, thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh là copy từ TFTP server, copy vô vị trí là cái flash của cái con firewall của mình. Nó hỏi mình cái remote host ha, tức nghĩa là cái IP của anh TFTP server của mình. Sụt file name, cái file nào mình sẽ truyền lên. Mình sẽ lấy đúng tên file này, lúc này các bạn nên F2 ha, copy đúng cái tên đó. Rồi, video có đuôi chấm bin. Rồi, cái destination file name thì mặc định mà lấy giống như trang như tên cũ ha. Thì lúc này sẽ làm cái bước là từ cái máy Windows 10 mình lên ha, mình truyền cái file này lên con firewall. Sau khi mà cái bước này nó truyền xong á, thì tiếp tục thì các bạn sẽ làm cái bước là mình sẽ kích hoạt cho con firewall của mình để sử dụng cái ảnh của anh ASDM này. Rồi các bạn có thể kiểm tra bằng câu lệnh dir flash 2 chấm ha, thì các bạn sẽ phải confirm là các bạn thấy nó có cái này có cái này. Rồi sau đó thì các bạn đi vào trong global mode của nó, các bạn dùng câu lệnh ASDM email ha, flash 2 chấm. Rồi, thì lúc này nó sẽ lần sau khi các bạn kết nối vô nó sẽ chạy với cái file này. Đến thời định chỗ này thì nó có một cái bước mà các bạn sẽ phải làm thêm, là các bạn sẽ phải làm cái bước là nối với cái chương trình ASDM của mình.
À, nó nói với con firewall của mình, nó sẽ chạy cái ESL với thuật toán mã hóa gì. Đây là câu lệnh mà các bạn sẽ phải làm. Bởi vì nếu như các bạn không nhập câu lệnh này vô á, đến đây các bạn kết nối vô bằng cái ASDM á, thì trên tinh thần là nó sẽ bị lỗi thôi, nó sẽ không cho các bạn kết nối được đâu. Rồi mình để luôn câu lệnh này vô. Rồi, mình lưu lại cấu hình. Bây giờ để kết nối vô bằng cái ASDM á, thì cái điều kiện cần á, là cái máy tính mình điều khiển mình phải có cái Java. À, giờ mình quay lại lên Google, mình search chữ JRE download ha, Java Runtime Environment. Rồi mình chọn sử dụng phiên bản Java 8. À, mình nhắc lại là nếu như các bạn không dùng câu lệnh này thì các bạn chỉ có thể sử dụng với cái phiên bản Java là 7 update 45 thì mặc định nó cho kết nối. À, nếu như không có cái này ha thì cái vấn đề nó kết nối trên ASDM các bạn phải sẽ phải chấp nhận cái rủi ro để dùng cái Java ở phiên bản cũ. Rồi thì mình nâng cấp mình lên rồi. Rồi ở đây mình sẽ chọn là bản 8 update 51. Rồi mình chọn luôn là cái Windows 64 bit ha, chọn file ESD, bấm này cái. Rồi sau đó các bạn bấm bản download về ha. Thì trong máy mình cũng đã download sẵn rồi. Bây giờ mình cài vô thôi. Này 851 ha. Rồi, mình cài cái Java này vô trong máy của mình. Này, cứ cài mặc định thôi. Rồi, quá trình nó cài đặt xong ha. Bây giờ để mình điều khiển ha thì mình sẽ thử là mình mở lên bằng cái IE Internet Explorer của Windows. Rồi, các bạn kết nối vô bằng HTTPS 2.0.0 192.168.56.253 tương ứng với cái IP các bạn gán trong cái cổng management đó. Rồi, lúc mình nó báo là cái sign này không secure đúng không? Các bạn More Option nè. Các bạn Go tiếp. Rồi ở đây mình sẽ chọn là install cái ASDN. Thì lúc này mình ý là nó đang cửa sổ nè. Sẽ nhập vô user là admin nè, password. Rồi ở đây các bạn run lên, sell cũng được. Rồi, các bạn run lên cái. Lúc này mình sẽ cài cái chương trình này vô. Rồi, nó cài xong. Sau khi mà nó cài đặt xong thì các bạn có thể kiểm tra là ở ngoài desktop của mình nó có cái SQL ASDM nè. Rồi, các bạn mở lên. À, ở khung này á, thì các bạn sẽ nhập vô là cái IP điều khiển. Rồi, cái password, cái username nè, cái password. À, đây bạn chọn continue. Với cách chạy như vậy thì nghĩa là nó có thể kết nối rồi. Thì lúc này là các bạn đang đi vào bên trong cái giao diện điều khiển ha. Con firewall SQL ASDM. Các bạn nhớ là cái lưu ý là cái bài này thì chính là cái dòng này. Thật sự cái dòng này là dòng quan trọng. Còn những cái dòng ở trên á thì các bạn có thể search Google nó ra cũng rất là dễ thôi. À. Rồi thì đến đây là các bạn xong ở cái bước cuối cùng của cái bài đầu tiên á, là giúp cho các bạn là thiết lập được cái đường điều khiển vào trong cái firewall của mình. Thì lúc này thì tùy theo cái thói quen và sở thích của mình thì các bạn phải chọn điều khiển nó bằng giao diện đồ họa hoặc có điều khiển nó bằng cái giao diện dòng lệnh ha, thì tùy mình thôi. Rồi, ở đây mình sẽ kết thúc cái video này ha. Rồi, chào các bạn.